number là sùm như vậy. Hàng xóm mà thấy được kỳ lắm thím hai. Tụi bay có biết kỳ nữa hả? Biết nhục đó hả? Biết nhục thì trả nợ cho tao. Tại sao lúc mà mượn nợ thì năn nỉ ỉ ơi lạy lùng tao, nói sẽ có ngày trả, rồi hẹn giờ đàn dập, bây giờ tại sao không chịu trả hả? Rồi bây giờ còn trốn nữa, tao để tao qua tận nơi là nghĩ sao hả? Dạ không có đâu. Tại vì mấy nay sắp tới kỳ thi rồi, cho nên chồng con thức khuya học bài quá, bây giờ đang bệnh nằm ở trong nhà. Có gì thím hai thông cảm nha. Khi nào chồng con khỏe rồi, tụi con sẽ tính với thím hai. Tội ghê vậy. Mày thề không? Hả? Nó trốn tao thì có, chứ làm gì có chuyện mà bệnh hoạn hoài. Thôi mà thím hai. Dạ. Hay là thím hai cứ về đi, rồi khi nào chồng con khỏe lại á, hai vợ chồng con sẽ qua thưa chuyện với thím hai. Mày thề không? Dạ. Mày đừng có để mà tao qua một lần nữa là tao cào cái nhà mày luôn á, chứ không phải là cái chuyện mà tao chửi không đâu nha. Nha. Ha. Tao nói á, đứa nào á có trốn được á thì trốn luôn nha, trốn mà chui xuống đất mà trốn đó, chứ không phải hả trốn kiểu đó được cho tao đâu nha. Chứ tao mà gặp mặt một lần nữa hả, tao chửi ra hả từ trên xuống dưới, ông bà cha mẹ xuống dưới cho mày biết chưa, chưa nhớ đó. Mình à, mình đừng có buồn nữa. Tại vì thím hai thím giận quá cho nên thím nói vậy thôi. Mình sòng con khúc người có lúc mà, đừng có buồn nữa. Không, ta đúng là kẻ bất tài vô dụng mà không ra gì hết. Tại sao kia chứ? Tại sao mà cứ thi hoài, cứ rớt hoài? Chắc là ông trời đang thử thách ta đấy. Ta không dám ra nhìn mặt ai cả. Ta không dám ra nhìn mặt ai đâu.
Ta thấy mình rất là vất vả với ta. Hay là mình đi đi, đừng lo lắng cho ta nữa. Ta không muốn mình phải vất vả với ta nữa đâu. Ta không đáng để cho mình phải lo lắng ta như vậy đâu. Chứ ta chẳng bao giờ thi đậu đâu. Mình à, đừng có nói như vậy mà. Vợ tin á, sẽ có một ngày mình sẽ thi đỗ trạng mà. Cái ngày đó chắc xa lắm. Và có khi mình không bao giờ có cái ngày đó đâu mình ơi. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi vậy hả ông trời ơi? Thà tôi học dở cho cam. Tôi học giỏi mà, tôi cố gắng chăm chỉ học mà. Tại sao thi đâu rớt đó? Tại sao cái thi đâu rớt đó? Mình à, bình tĩnh đi. Giờ tin trước sau gì mình cũng sẽ thi đỗ mà. Mình sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà. Trời đất ơi, lâu ngày mới chui lên cái đất này nó cũng khó quá ha. Cái đình này ha, dòm lại cũng khác khác một chút nha. À, ông từ đâu rồi? Ông từ đâu rồi? Ồ, trốn đâu rồi không? Không trời đâu. Mới sơ lại xả con ăn trộm đi. Đúng là ăn trộm, đúng là ăn trộm. Muốn phan cho cái chết không? Có mắt mà không trồng hả? Không có trồng sao thấy ông? Thấy mà thấy, tại sao nói dám nói là ta là ăn trộm? Giỏi cho nhà ngươi, hay cho ngươi, biết ai đi không? Ông là ai? Ta là thổ địa nè. Thổ địa? Hử? Dạ. Dạ. Ông cứ xạo nha. Rồi. Ông lấy đồ, ông thổ địa của người ta đó là râu dài, như vậy, trắng tươi à. Bởi mua đồ trắng, đẹp lắm. Ông này, ông đi hát tuồng, ông ăn cắp đồ của trong hát tuồng nè. Rồi ông vô đem với bọn đó, ông thổ địa, ông vô ăn cắp lưu hương của ta không? Rồi, biết rồi. Ha. Ông thổ địa nhà ngươi nó là râu trắng dài ở đây nè, nhưng giờ ta cắt bớt cho nó mát. Với lại gấp quá, ghé qua ông địa đó, ông bận cái bộ đồ đỏ ông hơi tầm vườn, ông bận vô có được không? Chưa kịp giặt luôn. Đồ ông địa bận lên. Nhưng mà nó cũng không tin được đó. Ông địa là phải có phép màu, hay là ông thổ địa là phải có cái gì chứng minh cho mình là ông thổ địa chứ? Vậy nhà ngươi muốn chứng minh sao? Là ông phải chứng minh phải không? Đâu. Là ông là, nếu ông là thần linh thì ông phải có sẹt từ đâu trên trời sẹt xuống chứ. Cái đó khác, cái đó là người trời, còn ta là người đất. Là chung cái đất cho người thấy nha. Ông chui xuống. Rồi ông chui thử tôi coi đi, tôi mới tin ông là ông thổ địa. Xem đây. Xuống. Trời ơi. Còn nguyên con ông ơi. Không biết đâu. Còn mình con không có mặt lên xã à? Ông Tự, lộn, lâu quá mới chui lên trên đất này. Xem đây. Thiệt. Hàng thiệt. Ông Thổ Địa, lên nói chuyện chút coi. Trời ơi, đừng có giỡn chơi mà. Ông Thổ Địa ra đây. Đâu đi? Ở đây, qua đây rồi. Qua đây cái gì hiện lên chứ, qua đây cái gì? Trời hay quá à. Bây giờ con xin tin chưa? Con xin lỗi ông nha, tại vì đó giờ con giữ đình mà con không được diện kiến với ông. Bữa nay gặp ông thì con mừng quá ha. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Con mắt mà không có chầm đen. Xin lỗi ha. Dạ con không, đừng giận con nha. Mà ông lên đây có gì dạy con không? Trời ơi, sao lại không có? Có mới lên chứ không có lại làm gì. Nhưng mà cái chuyện này quan trọng tới cuộc đời của ông Từ đó. Trời, quan trọng đến cuộc đời của con luôn. Vậy có thể ông mà bật mí cho con biết được không? Mà phải hiểu mới được ha. Dạ. Ngày mai này nè. Mai này. Ở chỗ cái đình của ông đang chăm sóc này. Dạ. Sẽ có một cái người tân trạng nguyên, người ta ghé ngay đây.
Nó quan trọng chưa? Tại cái đình con giữ này thì có tân trạng nguyên cái đi thăm. Vậy là ngày mai con mới trang hoàng đình cho lộng lẫy lên. Trời ơi, trồng bông trồng hoa lên, treo đèn lên cho sáng lên, tiếp đón tân trạng nguyên. Sau này tân trạng nguyên sẽ về vàng cho bạn. Nhưng chưa gì mà hết vàng bạc. Cái tinh tế tí là chỗ này. Cái tân trạng nguyên ngày mai mà ghé đây ra là chưa có tân trạng nguyên đâu, chỉ là người thường. Về sau mới là tân trạng nguyên. Thành ra dặn nhà ngươi là ngày mai đó phải xử thế cho nó đàng hoàng, đừng có khinh thường người ta, thì cái hậu mới tới nhà ngươi. Đúng là sau này có đổ trạng nguyên không? Chứ ngày mai cái đúng mấy con lo gà gà xôi chè rồi cái lỗ à. Xấu quá, cứ nghĩ vậy đi. Được chưa? Vậy là ngày mai tân trạng nguyên có nghĩa là chưa đổ trạng nguyên ghé thăm ở đình này con phải tiếp đãi cho nồng hậu với nhiệt tình, phải lo lắng là phải giúp đỡ người ta ăn gì mời ăn hơn. Sau này người ta đổ trạng nguyên đó, người ta cho vàng với bạc cúng cái đình này xây cất lớn hơn. Ông thì ông nói chính xác luôn. Bộ mà quan mọi người đó mặt sao, mà sao không biết, ông phải chỉ mặt người đó nói con không biết không biết đâu đâu. Ông đâu đây, ông đâu đây. Trời ơi, nói chuyện không chỉ biết ông nào là ông tân trạng nguyên. Kệ đi, nói ngày mai ngày nào lội đình đầu tiên là ông nói là tân trạng nguyên. Vậy là cái đình này sắp ngon lành. Tăng 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 tăng. Trời ơi, tân trạng nguyên tới rồi, chuẩn bị chào đón coi. Ủa, trạng nguyên là chú chéo nè. Hôm nay cái nuôi còn 17 năm nữa mới làm trạng nguyên được à. Không phải đâu. Mà thường thường mà trạng nguyên thường có như là tiểu đồng á. Chắc này tiểu đồng chứ không phải trạng nguyên. Trạng nguyên thế nào cũng đi sao chứ không ai chạy đổi. Không tới. Dạ chào trạng nguyên. Ủa thằng này còn nhỏ hơn thằng kia nữa. Không lẽ. Ờ đúng rồi. Trạng nguyên thường thường là phải đi hai tiểu đồng. Mấy hai người mới đúng chứ. Vậy là hai tiểu đồng ha. Vậy là sau lưng này là tới trạng nguyên là chắc rồi. Dạ chào tân trạng nguyên. Dạ dạ dạ. Tự nhiên sao có hai cái chị nhỏ xíu này hôm nay nữa. Này tỳ nữ rồi chứ trạng nguyên gì. Mà không phải. Hai tiểu đồng thì phải có hai ngọc nữ chứ. Trạng nguyên là mấy ba bốn người. Mà bốn người đi trước thì trạng nguyên đi sau chứ không ở đâu. Chắc chắn 100% là trạng nguyên chứ mai. Chuẩn bị nghênh đón trạng nguyên coi. Dạ chào trạng nguyên. Ủa sao trạng nguyên mà quẹt cái mũi rồi sao? Trạng nguyên mà. Trời ơi sao sáng giờ không đập với chân trọi trời. Ở chừng nào không mới lợi ta. Con lại đứng tới chiều luôn sao? Hồi đau bụng quá. Thôi vô trọng giải quyết chút đi. Rồi lát ra đón trạng nguyên sao. Rồi. Trời ơi mấy đứa bay đứng ở đây đừng có phá định nha. Đứng đây chơi à. Đừng có phá. Ủa sao giờ này mà chưa thanh khóa tới nữa. Ờ đúng rồi. Cái đình này mà. Ơ anh khóa kìa. Đâu anh kìa. Đó anh nói đúng không. Anh nói kìa. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Ừ, chào mấy em. Mấy em ở đâu tới mà nhìn lạ quá vậy? Dạ, nhà tụi em ở gần đây mà. Hả? Anh ơi, sau này anh sẽ là chị Nguyên đó. Em nói cái gì? Yeah. Em cứ chọc anh hoài. Anh chưa thi sao em biết anh sẽ là Trạng Nguyên chứ?
Anh không tin em hả? Em nói thiệt mà. Thôi được rồi, anh tin tụi em. Thôi bây giờ tụi em ra ngoài kia chơi nha. Để cho anh học bài chút xíu nha. Dạ. Mấy bay gọi đây làm gì? Cháu trước đình con đang bên anh con công chuyện mà bu đi bạn. Quá trời quý á. Kỳ cục chứ. Còn cậu nữa. Ở đâu tự nhiên ở đây gọi học bài làm sao? Dạ, ông Từ cho phép con được ngồi đây học một tí được không ạ? Không có được. Tại bữa nay là một ngày rất là quan trọng. Tôi phải tiếp đón Tân Trạng Nguyên cậu ngồi đây làm lu bu với nó nhỏ sùm bên sao tôi tiếp đón được. Dạ, ông Từ yên tâm đi. Con ngồi đây á, không ảnh hưởng gì đến ông Từ đâu. Ông Từ biết sao không? Con sắp thi rồi. Cho nên con đang tìm chỗ yên tĩnh á, để con học bài đó ông Từ. Trời ơi, cậu muốn yên tĩnh này thì cậu về nhà cậu, cậu kêu gia đình cậu đi ra ngoài đường hết. Rồi cậu ngồi cậu học một mình đi thì yên tĩnh liền gì. Cho nên bữa nay cái ngày nó quan trọng lắm, không thể nào để cậu ngồi ở đây được, cậu hiểu không? Dạ, nhưng mà con ngồi ngay chỗ này đâu ảnh hưởng gì đến ông Từ đâu. Thôi nói chung là gì là nói đại đi cho nó bụt tẹt rồi, cậu không được ngồi ở đây. Ở đây là tôi đuổi cậu luôn đó, được không? Chứ là nó buồn quá. Dạ, con ngồi đi học không có sao đâu ông Từ ạ. Trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó ba quá. Mấy đứa bay đi chơi. Đi chơi. Trời ơi, tới giờ tao đón Trạng Nguyên mà ngồi nói không bao giờ nghe, kêu cũng đòi học rồi. Tao quét nhà nha, tao quét đáng chịu rồi, quét à. Đó, quét, tao quét đó. Tao quét là phải đi thôi à. Quay đỡ dùng cái bạo lực không à. Đủ gì mới đi. Chỗ tao tiếp đón Tân Trạng mà ngồi lề mề hoài. Chuẩn bị đón Tân Trạng rồi. Ông Thổ Địa ơi, lên đây tao có chuyện xíu coi. Ông Thổ Địa. Ông không có ông đây hả? Ngồi đây. Ông Thổ Địa. Ông Thổ Địa. Ông Thổ Địa ơi. Đi nè. Trời đất ơi, đang chừng nào lần nào cũng làm hết hồn mà vậy? Đường ngủ trường thì đạp chúng cái đầu nhức đầu muốn chết luôn à. Né mình kia cũng đạp, né mình cũng đạp. Tôi chưa thấy ai mà thần linh với ông nói dối không. Ôi, nói vậy. Trời ơi, ông nói là có Tân Khoa Trạng Nguyên lại đây. Có lợi đâu. Tại là mấy đứa nhỏ lại nó phá đình, nó vô nó hái hoa, hái bông, quậy bạnh bàn thờ trước luôn. Mà đã vậy còn gặp cái thằng học trò nghèo sơ, nghèo sát. Trời. Ngồi trước làm trời. Mấy treo đèn nè, rồi kết hoa nè, rồi mượn tiền của người ta trong làng mua gà, mua vịt làm. Có thấy ai đâu, bây giờ xíu mở đêm thấy không? Thôi chết. Đó cái gì? Tại vì cái tội của nhà ngươi nghe không kỹ, nghe không rõ. Ta nói làm sao? Ta nói với nhà ngươi ngày mai là sẽ có một cậu học trò ghé đây là cái người bình thường thôi. Nhưng mà về sau thì người đó mới trổ Trạng Nguyên. Nói rõ vậy mà còn đối xử với ta vậy đó. Hỏi lại coi. Có nghĩa là cái cậu này là chỉ là học trò học thôi. Học trò thôi. Sau này mới đổ Trạng Nguyên. Đúng. Chứ trước mắt là bây giờ vẫn là còn học trò. Ừ. Vậy mà nói đối... Vậy là chết tôi chưa? Hôm qua tôi xôn ra khỏi đình. Chửi bới đuổi đi. Trời ơi, là sau này đổ Trạng Nguyên lại. Rồi kêu quân đến chặt đầu tôi sao? Vậy là cái ước mơ làm chủ đình thì tiêu tan trong mây khói rồi. Vậy là chết con rồi. Rồi ông Thổ Địa ơi, làm cách nào cứu con? Thổ Địa ơi, ông nói là nữa. Biến mất nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Trời ơi, sao bữa nay cái cậu học trò nó chưa lợi nữa ta? Lúc trước là cậu lợi sớm lắm mà. Hay làm bữa mình đuổi cậu, cậu giận mình. Ý, hình như là phải là cậu. Đúng cậu đó rồi. Trời ơi, cậu. Trời ơi, nay khỏe quá, đẹp trai quá. Dạ, ông Từ nay cho phép con học bài chút xíu hơn ông Từ. Cho phép cái gì, cậu có việc ngồi vô trong đình ngồi luôn. Đừng vô ở ngoài này không. Cậu ngồi ở đâu tùy cậu. Ngoài này cũng được, ngoài trong đình cũng được. Dạ thôi được rồi ông Từ ơi. Cho con ngồi ngay gốc cây này học bài là được rồi. Thôi, cậu ngồi đây ngồi rồi. Dạ, được rồi, để con... Gì cho nó sạch, để ngồi vậy nó kiến nó cắn. Con cảm ơn ông Từ. Rồi, cậu ngồi đi học ra mát ha. Dạ, mà vì là nắng lắm, nắng cái nó vô đầu nhức đầu đó, cái học không có mát được kiếm ngày đâu. Dạ, được rồi. Cậu cứ chờ đi, đừng có sao đâu. Đây, đó. Đó, che mát như vậy là cậu mới có tinh thần cậu học được chứ, nó nắng quá sao học hành vậy cậu hả? Dạ, thôi được rồi, cảm ơn ông Từ. Không sao đâu, yên tâm đi, tôi lo hết. Đây nè, bây giờ là che nắng thôi chứ ngồi cũng còn hơi nực nổi lắm, cái nắng ngoài nó dội vô đó, lấy cái quạt cậu luôn.
đó, vừa che cái này vừa quàng vô mặt đó. Đã không? Ông Từ làm cho con ngại quá. Cái gì đâu ngại. Chứ sao mình là người nhà ngoại vậy? Dạ thôi được rồi, con thấy xung quanh đây cũng mát rồi, không cần phải quạt đâu ông Từ à. Cậu cứ yên tâm là học hành đi, cái còn cái chuyện ở ngoài đừng để ý, tể tự tôi làm gì kể tôi. À, vậy vậy ha, bây giờ con ngồi đi, ngồi học mà không mát xong mà không có ăn uống gì đó, cái tinh thần nó cũng không có thoải mái. Để dùng lấy trái cây cậu ăn. Nè cậu uống miếng nước đi cậu, uống miếng nước cho nó mát rồi học tiếp cậu ha. Dạ cảm ơn ông Từ. Nước này nước mưa tôi đã dành mấy tháng nay á, không có cho ai hết á, cho mình cậu thôi. Cảm ơn. Để đây đây đây. Mát ha, mát ha. Dạ dạ mát. Cậu ăn trái cây không? Dạ được rồi ông Từ. Ăn đi, trái cây nó có dinh dưỡng rồi, nó có dinh dưỡng rồi cậu mới học được chứ. Trái cây này là người ta cúng đình, mà tôi thấy ngon quá tôi để dành đãi cậu á. Tôi không dám ăn luôn á. Dạ thôi. Ông Từ ăn đi. Cậu không ăn hả? Dạ không, con đang học bài. Cảm ơn cậu. Ông Từ ơi, sao hôm nay con thấy ông Từ tiếp đón con một cách lạ quá vậy ông Từ? Con nhớ hôm trước con tới đây á, ông Từ không có cho con học, còn lấy chỗ quét đuổi con đi nữa mà. Đâu có gì đâu lạ. Thì đúng rồi, bữa trước thì tôi xô đuổi cậu, tôi không có cho con ngồi đây là vì tôi tính đón một người khách. Nhưng mà người khách đó chính là cậu. Biết sao không? Không hiểu phải không? Dạ. Cậu biết tại sao mà tôi làm như vậy với cậu không? Tại sao vậy? Nói cho cậu nghe một cái tin này luôn. Ông Thổ Địa đó, ông báo cho tôi biết cậu á là sau này cậu sẽ đổ Trạng Nguyên. Ông Từ nói là ông Thổ Địa nói con sau này đổ Trạng Nguyên hả? Đúng vậy. Chuyện này con đã biết rồi. Ủa sao con biết hay vậy? Mấy đứa nhỏ hôm bữa đó ông Từ cũng là nói với con á, sau này con sẽ đổ Trạng Nguyên. Nhưng mà con không có tin, bởi vì con chưa thi, làm sao mà đổ Trạng Nguyên được. Với lại con cũng đã thi rất là nhiều kỳ thi rồi mà toàn là rớt không à. Dạ vậy là cậu không tin đúng không? Tôi hồi nãy tôi nói với cậu là ông Thổ Địa nói như vậy mà cậu không tin phải không? Ông Thổ Địa còn nói với tôi là cái cậu mà sau này đổ Trạng Nguyên á là tướng nho sinh lắm, ôm ốm rồi rồi, mặt mày sáng sủa, lỗ mũi cao cao, mà đặc biệt á là có một cái nút ruồi son ở sau cái ót. Bây giờ tôi coi là biết liền rồi. Đây nè, đây nè, cậu có cái mũi ruồi son cho ót nè, đúng rồi. Ông Từ nói thật chứ? Hả? Ông Thổ Địa nói là khoa thi này con sẽ đổ Trạng không Từ? Vậy? Bà con cô bác ở đây coi nè, có cái thằng Trần này, thằng vợ chồng cái thằng này nè, nó thiếu nợ tôi á, mà nó mỗi lần có chuyện thì nó trốn mất tiêu à. Trần đâu? Trần! Dạ nó đâu? Thêm hai bình tĩnh đi. Mùa màng thất bát đâu phải riêng nhà con đâu. Thêm hai cứ thông thả cho tụi con, từ từ tụi con sẽ trả nợ. Tao không có tin tụi bay nữa, mày tránh ra, tao kiếm nó, mày nó không ra. Dạ, tao vô thêm tao hai kiếm à. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Hả? Nó đâu? Thêm hai à, thêm hai bình tĩnh. Nó đâu rồi? Cái thằng nó đâu? Thêm hai à, bình tĩnh lại đi. Cái gì vậy bà hai? Có chuyện gì mà bà tới nhà tôi làm trời lên như vậy? Hả? Rồi bà gọi ai là thằng này thằng nọ? Bà có tin tôi cắt lưỡi bà không? Mình mày ngon ha. Mày trả cho tao ha. Mày ngon đó. Mày trả nợ cho tao đi. Rồi mày muốn nói thì mày nói. Khi nào có tiền tôi sẽ trả. Chừng nào mày có tiền chứ. Nè, bà biết bà đang đứng nói chuyện với ai không hả? Ai chứ? Đó là quan trạng tương lai có biết không hả? Quan trạng tương lai? Tao thấy mày là quan quạng thì có đó. Nè, cẩn thận lời nói của mình. Ăn nói cho cẩn thận. Mà khôn hồn á thì đừng để tôi nhớ mặt bà, nhớ tên bà. Cái ngày tôi vinh quy bái tổ, tôi sẽ trả hết nợ cho bà. Tôi còn cắt lưỡi bà, cấm đức nhà bà. Mình, cái thằng này mày tức quá. Trời chết đó, cái thằng này ha, nó quá đáng lắm mày. Cái thứ ăn cháo đá bát. Tao thiệt mày, thế nào ông trời chu đất diệt mày, ông trời sẽ nhìn thấy cái bản mặt của mày. Cái quần khốn nạn, tao sẽ cho quần công mày lại ha. Cái quần khốn nạn. Cái quần thêm hai. Khốn nạn. Thêm hai. Sao rồi? Thư sinh họ Trần, trong kỳ thi sắp tới, ta sẽ chấm cho hắn đỗ Trạng Nguyên. Hai người thấy sao? Dạ... Sao? Có điều gì mà hai người cứ ấp úng hoài vậy?
ta tiến cử hắn Đỗ Trạng Nguyên là do sự tấu trình của hai khanh kia mà. Dạ, dạ muôn tâu với Ngọc Hoàng. Nhưng mà lúc này sao tự nhiên hắn đổi tánh, nó đổi nết. Những người xung quanh nó đều than gian trách oán, nó tiếng than gian nó thấu tận đến thiên đình. Cho nên cái trường hợp này thần xin Ngọc Hoàng hãy xem xét lại. Dạ. Dạ. Có chuyện đó nữa sao? Dạ có. Bây giờ hai người hãy dán mây để ta xem sự thể như thế nào mà ra nóng nổi như vậy. Dạ. Tôi nói cho mình biết, ngày mai á tôi thi đỗ ông nghề, tôi làm quan lớn, thì chuyện mà đất đai á tôi sẽ có nhiều, tiền bạc á thì sẽ có đầy. Lúc đó tha hồ mà kẻ ăn người ở. Tôi nói cho mình biết, mình hãy xem lại mình đi, người ngợm chả ra gì hết, vừa xấu vừa bất tài vô dụng. Có được một người chồng, một phu quân tài ba lỗi lạc như vậy thì phải biết nuôi dưỡng như thế nào chứ. Tại sao lúc nào cũng để cho nợ nần người ta kéo đến đây làm nhục tôi chứ hả? Tôi nói cho mình biết, khi mà tôi đổ quan lớn rồi á thì rất là nhiều tiểu thư con nhà giàu đến xe duyên với tôi. Cho nên liệu hồn đi, coi chừng á tôi cho lên đường đó nghe chưa. Mình à, chuyện thi cử chưa tới đâu sao mình lại nói những lời khó nghe như vậy? Cái gì? Không tin ta à? Ta chính là quan trạng của khóa thi năm nay. Thật là quá đáng. Người đưa sổ thiên tài đây cho ta. Dạ. Ngọc Hoàng. Cái gì? Ôi trả lời cho con biết đi, tại sao lại như vậy hả ông Từ? Tại sao vậy tôi đâu có biết đâu, cậu đi về đi. Ông Từ phải biết chứ. Ông Từ nói là ông Thu Địa nói con á là khóa thi này á con sẽ đổ trễ, mà tại sao á khóa thi này á con lại rớt một cái mình hả ông Từ? Cái chuyện đó là giữa tôi đâu có rảnh cái chuyện này. Không, cậu về đi, tôi không biết chuyện này đâu. Không, ông Từ phải giải thích cho con nghe. Trời ơi, ông Từ phải nói cho con biết. Trời ơi, không phải quá là cậu đi về đi. Ông Từ, ông nói cho con biết đi mà. Tại sao lại như vậy hả ông Từ? Con xin ông Từ đó ông Từ. Rồi bây giờ bà cậu ép tôi quá, bây giờ tôi phải nói cho cậu biết luôn. Cậu biết lý do tại sao mà cậu không có đổ Trạng Nguyên không? Tại sao vậy? Nè, ông Thổ Địa còn rầy tôi nè. Ông nói tại sao tôi đem cái bí mật này mà nói cho cậu nghe. Từ chỗ đó cậu biết là cậu sắp đổ Trạng Nguyên rồi, nên cậu mới là tự kiêu tự đại, đúng không? Coi thường vợ con, bỏ bê học hành, đúng không? Ai cũng khi vậy hết. Cậu còn hâm ta, cậu nói là khi mà cậu đổ Trạng Nguyên ai mà làm cậu giận cậu lấy đất của người ta luôn. Trời ơi, một con người vô đạo đức như cậu thì làm sao mà đổ Trạng Nguyên được. Bây giờ tới tôi nói nè, cho không Thổ Địa không nói đâu. Cậu về nhà đổ bánh khọt đi. Ông Từ ơi, ông Từ. Ông Từ ơi. Ông Từ ơi, ông Từ. Tại sao lại như vậy? Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Bây giờ nghe ông hỏi nè, trong mấy cháu có đứa nào đổi ý thích làm quan không? Đi theo ông, ông tiết lộ cho. À, ông Tám rồi có nói trước. Ừ. Mà phải ông Bảo không ông Tám? Không, nhưng Bình á. Không phải đâu, hình như là ông Bom đúng á. Ừ. Đứa nào cũng được hết á, đi theo ông Tám đi. Tiết lộ. Đi, lẹ. Nhanh lên. Ủa mà mấy đứa nhỏ đâu ba? Tại sao mà chưa rồi mà không đứa nào chịu về ăn cơm vậy? Tụi nhỏ nó còn chơi bên nhà ông Tám á. Đúng rồi, Đào Tị đã có mấy trăm năm sống trên thượng giới rồi. Dù chỉ là nghề nấu bếp, nhưng đó cũng là một danh dự không dễ dàng gì có được. Chú mẹ còn phải học hỏi ở Đào Tị nhiều lắm. Đúng rồi, Đào Tị. Đào Tị cô, ta nhớ nàng lắm. Chính ra, Quỳnh đó nha chưa? Quỳnh liều lĩnh quá đi, dám trốn vào trong này luôn à. Rồi bay ngửa ai trông coi? Đã vậy nha, ta còn biết Quynh á, Quynh dám chọc các tiên nữ của ta nữa. Quynh nói đi,
Quỳnh để ý con nhỏ nào? Cà Na hay Xí Muội hay là Cam Thảo? Kìa, Đào Tiên Cô, ta không hề để ý Cà Na, Xí Muội hay Cam Thảo gì hết. Ta chỉ để ý một mình nàng thôi, đó là Đào Tiên Cô. Mời gặp quà thưởng thức. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, chẳng hay có chuyện gì mà Ngọc Hoàng giận run như vậy Ngọc Hoàng? Ai cả gan dám ăn thức ăn này trước ta?